người. Thì hôm nay tiếp tục với gọi là hành trình là đi làm đẹp mọi người. Hôm nay là có em mình, phải em không? Em hay anh? Anh mình. Đấy, có anh mình. Đấy thì đi bây giờ là mình sẽ đi nối tóc. Làm gì? Nối tóc tiếp. Nối tóc tiếp à? Ok. Đấy thì bây giờ hiện tại là bọn mình vừa mới ngủ dậy xong, bây giờ đi ăn cái đã. Đi ăn xong rồi là đi nối tóc. Đón thêm một con mèo nữa đi mọi người. Bây giờ thì ra đâu nhỉ? Đi Khâm Thiên. Khâm Thiên á? Đi che cả mình. Ăn gì chưa? Chưa ăn gì luôn. Hôm nay Long đòi mua nồi cơm về nấu cơm. Xong rồi lúc đấy trời nó gió nó nó nghiêng cây luôn mà mọi người. Xong rồi lúc sau nó bỏ cái ý định đấy đi thì là trời nó nắng. Trời nó nắng nhá, mình cười luôn. Cái này nó không chuyện kiểu chuyện tâm linh không đùa được mọi người. Đây, đúng rồi. Đấy. Tục đi bạn. Làm gì em? Khai thật đi. Em ngã xe. Thôi đừng có nói. Khai thật đi em. Điểm sao? Toàn anh em ở đây lại phải ngại đúng không mọi người? Và bác bỏ phải sót đi tạm tin mọi người nhỉ? Nhớ mới mình nhá. Mình đã tới nơi rồi nhá. Đi về hơn 30 phút đồng hồ mới đến nơi mọi người ạ. Một tiếng. Tiếng á? Đấy, đi tiếng đồng hồ mới đến nơi. Chúng ta đang ở chỗ nào nhỉ? 238 Khâm Thiên. Đấy, 238 Khâm Thiên nhá. Mọi người ai mà có muốn nối cái tuyến giống mình qua đây mọi người nhá. Không phải BR đâu. Thì bây giờ là Long nó tẩy tóc. Cú này làm gì em? Hả? Tóc vụn đầu. À. Đấy. Còn chị em làm gì hả em? Em làm quay phim ạ. À, cameraman chỉ có cái nhiệm vụ gọi là quay phim thôi mọi người. Đấy, không có việc gì khác. Idol Kiều Duy Long đi mượn sạc của chú tài xế chở xe ra đây nè mọi người. Cầm luôn cả sạc của người ta. Ôi giời ơi. Cười. Sao chú son rồi? Hả? Sao chú son rồi? Ờ mình để quên son trên đấy thì nó lại cầm cái sạc dự phòng của người ta về. Nhưng mà cái sạc dự phòng đó chỉ là sạc dự phòng. Ừ. Lật lên quả mà kiểu bị mất thì thằng em nó được ấy. Quả táo hơi sớm. Đúng. Xinh thế, cameraman xinh thế. Yêu ơi, yêu em đi. Hay là mình yêu mẹ nhau đi em nhỉ? Làm đâu? Còn mấy tiếng? 3-4 tiếng. Yêu, để cho mày ở đây. Để cho mày đi, chúng mình về trước. Bôi đẹp dài mỗi tội đang đợi hơi nhiều. Mình sẽ nối màu hồng. Mới đầu mình nghĩ là mình sẽ nối màu xanh. Nhưng mà thôi, màu hồng cho nó hợp. Cho nó hợp đây. Nó kim tuyến là kiểu cho nó lấp lánh như bling nha mọi người. Ý sợ sắp không? Hả? Nó không, mình quay cho mọi người xem. Cảm nhận em. Cảm nhận. Đau quá ha. Đau quá. Đau đâu? Đầu tiên. Rồi. Vẫn không sao. Cảm nhận của em chưa làm gì. À, còn cảm nhận của mình lâu váy luôn mọi người. Phải chờ 3 tiếng đồng hồ mọi người à. Tẩy các kiểu. Tẩy đấy, trường đuổi học luôn. Tẩy xong đi học đã. Trường đuổi luôn. Nó tính sẵn rồi. Nối được nửa đầu mọi người. Quay ra sao rồi. 48-424. Sao chỗ này có sự trong cá ở đây nhỉ? Các bạn à? 48-424. Ơ, chỗ này, các cánh tinh này. Nông hồng. Nông đẹp trai, nông. Mọi người nhìn này. Anh làm rất điêu luyện luôn. Đấy. Những người trong người lâu mà. Anh nhỉ? Chẳng thế mà. Anh khen lại em nhưng mà lại đi anh. Nope. Bây giờ quay khó lo lắm. Khen đi. Nó mất tự nhiên rồi. Lúc nãy khen thì nó tự nhiên. Bây giờ quay rồi khen lại mất tự nhiên. Thì chuyện thì rằng là thì làm mà như này. Anh vừa khen mình xinh mọi người. Anh hỏi mình có người yêu chưa? Điên à? Mọi người thấy được không? Bây giờ thì là có người yêu xin Facebook anh nhé. Anh tìm cho em Facebook nhé.
Được không? Được luôn. Yêu em không? Có nói đấy. Gì chờ? Thì ví dụ là kiểu ấn tượng đầu tiên á mọi người. Ấn tượng đầu tiên thì ví dụ mà quý nhau hoặc là thích ấy thì mới cho Facebook chứ đúng không? Anh? Đúng không? Thế anh như nào? Ok rồi. Ok. Thôi ok được rồi. Tạm ở đấy. Đúng ạ. Đây thì em quay một con nghiện này. Nghiện vừa thôi. Tủ má vừa cho tay lên hai. Camera men thì ngồi bánh game. Đây nữa này. Tí mình cho thằng Long ở đây mọi người. Cho thằng Long ở đây mình về trước. Mọi người à, mình xong rồi. Mình xong rồi. Không còn cái cụ này nữa. Lâu quá. Có lên đi về trước không ta? Trang. Có lên đi về trước không? Về trước đây. Cho thằng Long ở lại. Tí Trang nối nữa xong về trước. Tẩy lần 2. Lật thốn mọi người ạ. Có đau không em? Sao đâu? Anh cười. Thôi. Sót chứ. Quá buồn nào ở đêm nay. Dù sao vì một mái tóc đẹp. Vì chú ngồi. Mà là phải chịu được. Đi về thôi. Được rồi, về thôi. Mọi người mình về trước này. Về trước nha. Không giữ à? Thôi. Thôi ở lại. Tưởng giữ thì thôi đi. Bà thì thôi ở lại. Xong rồi mọi người. Sắp được về rồi. Mệt mỏi. Follow Tilo. Nhận cười anh sẽ chào yêu thương. Một tím đẹp thế. Ví dụ mà khách thì bảo nó hiểu màu tím. Tím thủy chung. Tím. Hả? Hiểu màu xanh mà. Tím mà. Hả? Em không tưởng màu tím vậy. Ố, đấy là màu xanh nhá. Đấy mọi người. Thì cuối cùng cũng được về rồi. Kéo không em? Đẹp. Giờ mình về mọi người. Đấy. Mời hai đôi bạn trẻ ăn cơm nhá. Thế em hẹn đi. Đi từ 5 giờ chiều đến 9 rưỡi tối mới được về nhà ăn cơm. Ăn xong mọi người, ăn xong hết rồi mới đến mọi người ạ. Anh ăn cơm nhá. Thôi thế ba thằng ngồi với nhau. Uống không? Đâu, có lại uống không? Hôm nay đi phết mọi người ạ, làm tóc các kiểu đấy. Không biết ý đồ gì. Mẹ nó mà ăn thì bắt ấy, bắt ăn cơm và mới say à? Đúng, lấy bát kia rồi. Đấy mọi người. Gắp cho nhau miếng thịt đi em. Gắp cho nhau miếng thịt đi. Đây, gắp cho nhau cục đá thôi. Gắp cho nhau miếng thịt đi Long. Nau đi. Nó còn nhiều tướng lắm, tướng lắm nhiều à. Hồng màu xanh mà. Hồng mộng mơ với tím thủy chung. Màu xanh. Sao ai bảo tím nhỉ? Màu xanh mà. Thấy chưa? Những người ở đây đều là màu tím hết. Anh thôi. Anh đồ uống mấy chai à, mấy non rồi. Mời mọi người đi nào. Em dặn gấp cho chị tí. Em dặn gấp. Đây. Gấp đi. Đây tí. Đây tí. Đây đưa. Đi là tao. Đây, ba đá đây. Chừng vẫn kiểu còn chính. Còn chính. Tóc này màu xanh đen. Không, xanh đen. Màu xanh thôi, không phải màu xanh đen. Màu tím. Anh say rồi. Nào. Xanh rồi. Màu xanh. Chưa nhuộm tóc rồi mà nhuộm màu này rồi mà. Nó là tận xương. Nó là tận xương đâu chứ có thịt đâu. Có đây là bên này. Ôi giời. Nói đủ bằng bằng. Chỉ anh tốt với em thôi. Mà chị có thích ăn trứng gấp cho miếng trứng nhiều hành vào em. Không,
Nó khoan hành bây giờ bỏ hành ra. Em nhiều trứng thế. Ha. Ha, gắp miếng xương em. Lau em nhá, để chị em gắp cho nó nhá. Đây ui cái miếng này ngon. Đấy mọi người. Ăn đi. Tình cảm của em nhiều. Thịt gà nhiều lắm. Gắp gắp cho nó cái miếng chân gà chị ra cắn dở kìa. Cảm ơn thôi ạ. Hành đi. Hành. Hàn thì ăn hành lắm em, gắp cho nhiều vào. Nói chung là như thế là đủ hiểu được tình cảm dành cho nhau như thế nào rồi đấy. Tình cảm chị em nó chỉ đến vậy thôi. Thế bây giờ chén đi. Đây, chị trả em. Uống. Nào, nào bao giờ? Kết nghĩa nha. Hết nhờ. Tình cảm 100% nha. Dung Trần làm sao mà đen xì đấy. Bạn nói chung mấy câu đấy. Số hổ với. Dung bôi son vào đi như đấy chó đấy. Người phải chi á. Để Dung mà uống bia vào răng vàng như bia. Cái ăn nghe đi. Đấy, ghép cho cái hình răng Dung mới thấy răng răng quá. Thề hứa, hứa ghép cho mà xem. Uống đi, uống đi. Uống nha. Rồi rồi rồi, bây giờ ăn đi, đói. Bắt tay ai đây? Thằng nào mời nhạc đấy, tắt tiếng đi ông bản quyền. Ok, bye mọi người nhá, đến đây okay. Thôi. Ok, tí nữa làm gì thì quay sau nhá. Còn bây giờ là... Ý đi ngủ quay sau. Giọt ít thế. Nhiều bọt thế. Đang thế. Cái gì đó? Dung nhìn như con mắt điên. Đang trắng cười đi. Đang trắng cười em. Cười cái. Đấy. Ôi sao cổ Dung làm sao đấy? Chết. Ôi trời ơi. Tôi biết rồi. Mỏi. Cổ làm sao? Em ngã xe. Ngã xe. Không, ngã xe đá chọc vào cổ. Ok, xe chọc vào cổ. Đấy mọi người. Thì nói chung là anh em ở đây thì rất là yêu quý nhau ấy. Bây giờ. Nào, bye mọi người nhá. Đấy, đến đây thôi. Bye. Long bye mọi người đi Long. Em cái thằng gì đây? Chào. Ok. Cái thằng gì đây? Em xin được giới thiệu, em tên là gì? Đức Anh. Thế này lại phải uống rồi. Không nhớ tên nhau lại phải uống rồi. Chị Đăng kia. Không nhớ tên nhau phải uống kìa. Chị đang hỏi thay mọi người trên camera. Thế chị biết rằng là tên Đức Anh rồi. Những ai mà đang xem thì mỗi người một cốc nha. Ok, bye bye mọi người.